Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, bộ môn Sinh học khối lớp 8. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu về cái chương tiếp theo là chương 8 da. Bài đầu tiên của chương bài 41 cấu tạo và chức năng của da. Một la mã chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của da. Các em quan sát hình 41 cấu tạo da trang 132 sách giáo khoa. Các em nhìn cái sơ đồ ha, da cấu tạo gồm có 3 lớp: lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da. Thì trong 3 lớp này chúng ta sẽ sử dụng mũi tên để cho cô và các bạn biết là trong 3 lớp sẽ có các thành phần cấu tạo như thế nào. Đầu tiên, lớp bì gồm có tầng sừng và tầng tế bào sống. Tầng sừng là cái tầng gồm các tế bào chết nằm ở bên trên cùng của bề mặt da, và khi mà chúng ta dùng tay chúng ta cào nhẹ một lớp mỏng, ta sẽ thấy là nó dễ dàng bị bong ra, xuất hiện những lớp vảy trắng trắng trên da. Tầng tế bào sống là nằm ở bên dưới tầng sừng, bao gồm các tế bào sống thì nó có khả năng phân chia, và khi nó hình thành tế bào mới thì nó sẽ đẩy lên phía trên để thay thế cho lớp tế bào chết ở tầng sừng bị bong ra. Tiếp theo là lớp bì. Lớp bì thì gồm có thụ quan là những cơ quan thụ cảm giúp chúng ta cảm nhận được cảm giác của da. Thứ hai là tuyến nhờn, tiết ra tiết nhờn, cơ co chân lông, lông và bao lông, tiết mồ hôi, tiết ra mồ hôi, dây thần kinh và mạch máu. Cuối cùng là lớp mỡ dưới da thì gồm có các tế bào mỡ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là yếu tố nào làm cho da có màu, và tại sao có người thì có da trắng, có người lại có da đen? Các em quan sát cấu tạo lớp biểu bì của da, chúng ta sẽ thấy các tế bào sống ở trên lớp biểu bì thì có chứa các hạt sắc tố tạo nên màu của da. Màu sắc của da sẽ tùy thuộc vào lượng sắc tố do tế bào tiết ra. Vậy tại sao khi đi nắng nhiều thì da lại sẫm lại? Nguyên nhân là do lượng sắc tố tiết ra nhiều làm da sẫm màu. Chúng ta thấy là các sắc tố trong lớp tế bào sống của biểu bì thì gồm có các loại sắc tố đỏ, vàng, nâu và đen. Số lượng và tỷ lệ các loại sắc tố sẽ góp phần quyết định nên màu da. Vì vậy sẽ có 3 màu da chủ yếu trên thế giới. Thứ nhất là da đen, thứ hai là da vàng là màu da của dân tộc chúng ta, và cuối cùng là da trắng. Cấu trúc của da sẽ thay đổi theo lứa tuổi. Với những trẻ sơ sinh, chúng ta sẽ thấy là da của các em rất là căng, mịn và đàn hồi. Càng lớn tuổi thì da nó sẽ càng bớt độ căng mịn và dễ dàng bị nhăn nheo, hay còn gọi là quá trình lão hóa da. Vậy vì sao ta nhận biết được nóng lạnh cũng như là độ cứng mềm của vật khi ta tiếp xúc? Nguyên nhân là do trên da có nhiều thụ quan, chính là đầu mút của các tế bào thần kinh, giúp ta nhận biết nóng lạnh, cứng mềm. Vì sao da ta luôn mềm mại và khi bị ướt không ngấm nước? Nguyên nhân là do da ta được cấu tạo từ các sợi mô liên kết gắn chặt với nhau, và đồng thời trên da thì có tuyến nhờn, chính tuyến nhờn tiết ra làm cho da luôn mềm mại và không bị ngấm nước. Khi trời nóng thì các mao mạch dưới da giãn, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều mồ hôi để làm cho da mát. Khi trời lạnh thì mao mạch dưới da nó sẽ co lại, cơ co chân lông, xuất hiện hiện tượng nổi da gà. Tóc và lông mày có tác dụng gì? Cũng như là móng sẽ có tác dụng gì? Tóc tạo lớp đệm không khí, chống tia tử ngoại và điều hòa nhiệt độ, bảo vệ cho da trên đầu. Lông mày thì ngăn không cho mồ hôi và nước chảy xuống mắt, đồng thời kháng bụi. Móng bảo vệ các đầu ngón tay, ngón chân vì có chứa rất nhiều dây thần kinh. Chúng ta ghi nhận dùm cô bài ý này vào trong tập nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu chức năng của da. Vậy với cấu tạo như vậy thì da sẽ có những chức năng gì? Các em sẽ thấy rõ ràng là da nó sẽ có các chức năng như sau. Thứ nhất là nó bảo vệ cơ thể do đặc điểm cấu tạo từ các sợi của mô liên kết cũng như lớp mỡ và tuyến nhờn. Thứ hai là điều hòa thân nhiệt khi trời nóng hay khi trời quá lạnh. Thứ ba là nhận biết được những cái kích thích của môi trường nhờ vào cái cơ quan thụ cảm. Thứ tư là tham gia hoạt động bài tiết qua việc tiết ra mồ hôi. Và đồng thời da còn là sản phẩm tạo nên vẻ đẹp của con người. Tiếp theo chúng ta làm một số bài tập rèn luyện để xem là chúng ta hiểu bài tới đâu nhé. Câu hỏi số 1.
Người ta thường dùng da trâu bò để làm trống. Vậy thực chất cái da để làm trống đó là thuộc loại da, thuộc loại thành phần nào của da? Chính là tầng sừng. Câu 2, tầng tế bào sống chứa cái hạt sắc tố nằm ở phần nào của da? Các em đã vừa tìm hiểu rồi, đó chính là lớp biểu bì. Lớp nào của da có vai trò cách nhiệt? Không gì khác là lớp mỡ dưới da. Một phần nào của da đảm nhận vai trò bài tiết? Chính là tuyến mồ hôi. Bài học đến đây là hết. Chúng ta về nhà học bài cũ, trả lời câu hỏi cuối bài và chuẩn bị giúp cô bài 42 nhé. Mến chào các em.